mua có hai cái bánh nào mà xong ổng nát cái quán người ta liền. Cái lớp dưới người ta sẽ chiên cho nó giòn giòn. Trời ơi, giọng ghê quá. Mình xin phép ăn trong im lặng. Kichi Kichi Omurice, đây là cái món signature này. Và cái chú nổi tiếng là chú này đây, đang nghe tiếng cười vui vẻ giòn tan ở trọng kìa. Chỉ có chúng tôi là đang ở ngoài này trong trời mưa giá lạnh. Bạn mới đi siêu thị nè mọi người, lượm được quá trời đồ luôn. Đang mì thắng thắng xưa, thì chúng tôi gì đó. Chạy nước vô trong siêu thị cũng rẻ hơn quá, gần gấp đôi. Bịch giá cũng rẻ gần gấp đôi so với hai mình nha mình. Mấy bịch mì thì không bỏ qua ha. Topping này thì cũng ok hơn, thêm vào đường này vậy. Nó không bố bạn thắng bạn. Cái này là mấy chục xét giá 85 nha. Nguyên rổ này chắc tính tới ngàn ông ta thử nha. Tụi mình đã tới được trạm Gion và đây là khu vực dòng sông. Wow. Trời kiểu này là chiều nay không thấy hoàng hôn luôn rồi. Ơ nhưng mà vẫn rất đẹp nha. Trời ơi cái sông xuất sắc. Đẹp quá. Bây giờ đang là khoảng 3 giờ chiều. Nhiệt độ là 23 độ nhưng mà do là không có nắng cho nên lạnh hơn buổi sáng rất nhiều luôn. Và tụi mình sẽ đi về phía đằng đây để về trạm Nishiki. Chán cái giọng của mình ghê. Rất khoáng đãng. Đẹp quá. Đã có rất nhiều người xuống dưới ngồi rồi. Chuẩn bị mưa tới nơi rồi. Tụi mình ăn ghé vào một cái quán donut mà tụi mình có pin trên bản đồ. Khoe donut. Không biết đọc đúng không. Ghê vô đây. À cái tray ở đây rồi. Ghê lấy một cái tray. Cái game. Wow nhiều loại ghê. Nhìn ngon quá vậy. Giá cũng ok quá nè, 360 yên một cái, 380 yên một cái. Cái này là Yuzu Cream với lại Rose Syrup. Yuzu là chua chua đúng không ta? Ý, yogurt nè, cái này ngon quá nè. Một cái. Ok, lấy một cái. Ui, nhìn ngon quá à. Rồi cái này có bacon luôn. Flop Maple. À, ở dưới đây có mấy cái dòng original hơn nè. Chocolate. Wow. Ê cái này ngon nha. Không biết nữa. À nó là soya bean chứ không phải là chân châu. Ok. Cinnamon roll. Butterscotch. Lemon. Ở dưới này thì có strawberry. Ờ cái này là original luôn nè ha. Ăn thử một cái original coi. Hai cái. Đây là mấy cái dòng đặc biệt hả? Oh, ok, cái này là vị vào mùa thu. Có hạt dẻ nè, có pumpkin với lại hạt dẻ cười. Và bên kia là có sweet potato. Ngon quá vậy ta. Thôi ok, mình sẽ thử hai cái này. Tính tiền thôi. Tụi mình sẽ ăn ở trong quán luôn. Trời ơi, được thiết kế quá là xinh luôn nè. Xinh quá trời xinh luôn. Đây là cái logo của quán. Ở đây có một cái dãy bàn để đứng ăn nè. Và bên trong kia là không gian làm bánh. Quá là dễ thương luôn. Mình sẽ để cái định vị của quán này ở dưới phần mô tả cho mọi người nha. Mình đã tìm được một cái góc mà có thể quay vô phía bên trong cái công đoạn làm bánh của mọi người luôn. Topping bar đồ nè. Và ở trên này là không gian trang trí. Có rất là nhiều bàn nha mọi người. Do đang có khách cho nên là mình không có quay được hết. Nó có những cái bàn đứng ăn như thế này và có cái khu ngồi ở bên trong luôn. Tuyệt vời. Ê bạn mình với mình đang sống ảo. Mua có hai cái bánh nào mà sống ảo muốn nát cái quán người ta luôn. Bạn ơi. Rồi, tiết mục của Instagram đã xong. Đây là hai cái bánh của mình. Mình mua một cái nhân yogurt
với lại hình như là raspberry à, và một cái original để cho cái này. Và người ta cho mình thêm một cái túi màu hồng nữa để đựng cái bánh còn lại, rất là dễ thương luôn. Ok, chắc mình sẽ thử cái original trước. Đây, logo cưng quá. Hôm bữa tự nhiên mình coi được một cái vlog của bạn nào á, cho nên là mình ghim cái này lên. Một bánh rất là mềm luôn. Cái original này hơi nhỏ nha. Khá là ok, không tới nỗi wow nhưng mà cũng rất là ok. Còn cái này có vị thì hình như là 360 thì phải. Để xé thử cái này. Wow, bánh đang ra trước mặt mình luôn, hấp dẫn quá. Cái topping rất là ngon, mùi vị rất là ok nha. Cốt bánh thì thật ra là không quá xuất sắc đâu, có nhiều cái tiệm khác mình ăn nó ngon hơn nhiều. Ví dụ như hôm qua ăn của Starbucks cũng khá là ngon. Ở phía bên kia đang có một cái Shiba cà phê, cà phê chó. Còn ở bên này thì là cà phê cún và cà phê mèo. Mức giá là khoảng 800 yên cho khoảng 30 phút mọi người ha. Wow. Ở trên con đường này có rất là nhiều thứ luôn. Ở bên ngoài đang mưa nhưng mà bên trong này có mái che thì cũng đỡ. Ở đây có bán sushi nè. Từ bữa tới giờ tụi mình chưa ăn cái sushi nào luôn mọi người. Qua tới Nhật mà chưa ăn một cái sushi nào luôn, nghe nó lạ ghê. À đây có mấy cái hộp sushi 680 yên, 780 yên, ôi giá cũng ok quá nè. Bên đây thì cũng có cà phê chó nữa nè, rất nhiều cà phê chó mèo ở trong này luôn. Wow, con đường này dài vô tận luôn, hình như nó nằm song song với lại cái chợ Nishiki. Đang đi trên con đường này thì mình thấy có một cái đền, khá là bất ngờ luôn, đang là khu mua sắm luôn á. Wow, cái đền đẹp quá. Có rất là nhiều lồng đèn ở đây luôn. Và một vị thần rồng để mình có thể rửa tay. Ôi cái đền đẹp quá à. Bất ngờ luôn á mọi người. Tự nhiên có một cái đền ở đây. Wow. Bên kia thì có một cái tượng thần trâu. Và cũng có một cái giếng để cho mình có thể rửa tay. Và đây là cái đền nè. Trời đang mưa rã rít. Và bên trong đó thì có một cái chuông để cho chúng ta lắc luôn. Mình sẽ che cái máy ảnh lại để mình chạy qua. Ở trong này có sake, các loại rượu sake được trưng ở trong đó. Và tượng của hai vị thần khá là giống với lại hai vị thần gác đền ở bên Fushimi Inari. Và ở đây hình như là một cái máy xin xăm đúng không? Giống. Có một cái con vật gì đó lấy xăm ra. Dù không có thể xin xăm, có thể xin tình yêu. Cái đó xin điều may mắn rồi. Lấy một cái xăm bỏ vào bên đây. Hay quá. 200 yên cho một lần xin xăm. Còn trong đây là khu vực cầu nguyện. Đây là cái nhân vật lấy xăm hồi nãy nè. Rồi có những cái stem cho bạn mình stem rồi. Bên đây là khu vực để rung cái chuông ở trên kia và cầu nguyện. Ôi tự nhiên có cái đền này cũng giật mình. Đẹp quá hả. Mình sẽ kiếm tên của cái đền này ở trên Google Maps và bên ở dưới phần bình luận cho mọi người nha.
Cái tiếng này hôm bữa mình có quay cho mọi người nghe một lần. Tiếng khác. Vẫn là tiếng đó đó. Ừ. Nhìn rất là hay luôn. Nhẹ hơn. Tiếp tục lách qua bên hông đền thì còn có những cái ngôi đền nhỏ hơn ở bên này. Và có thể đi vô trong đây luôn. Ôi trời, đang rất là mưa luôn. Nhưng mà mưa lại đi vô cái không gian này lại quá là thích luôn á mọi người. Ở trong đây cũng có những cái chuông để cho mình có thể gióng lên sau khi cầu nguyện. Mọi người ơi. Ở đây hả, mình kiếm được mấy cái con này rất là hiếm luôn. Ở bên Thái không bao giờ thấy luôn. Việt Nam mình như cũng không có luôn. Cho nên là mình phải chơi ở đây. Chứ không có giống bạn mình là gặp cái nào cũng chơi. Trời ơi, con này xinh lắm mọi người. Mình xin phép bỏ vô. Rồi, có điềm nữa rồi. Không, con nào cũng dễ thương hết á. Nữa rồi. Rồi, ra con tâm thể nữa. Bây giờ mình nên bấm cái này hay mình quay cái này? Đâu bấm nữa. Quay đi con nào. Tâm thể nữa hả? Không, phải không? Nghi lắm, nãy rất. Mọi người đoán coi con nào. Tâm thể. Mình sẽ thích con này hơn. Hình như nó là con đó đó. Ý nó thiệt nè. Wow. Một con mèo đen. Yeah. Nó có bánh xe ở dưới á mọi người, cho nên nó hiếm lắm. Mình phải chơi ở đây chứ mình không có chơi ở Thái ở đâu được. Nè, kéo về cái nó chạy đi á. Hồi nãy mình mới chơi bộ này ở bên chùa nè. Không biết mình có quay chơi cái máy này không. Bóc được con này mọi người, tam thể. Nhưng mà mình vẫn thích con mèo đen hơn. Yeah. Dễ thương quá nè. Mình toàn chơi mấy con dễ thương thôi. Chết rồi mọi người ơi, con đường này quá nhiều cám dỗ. Ôi trời, nữa kìa. Ngoài sau lưng mình là cám dỗ cách cho bông. À, con đường này tên là Kyoto Shinkyogoku Shopping Street. Nó nằm song song với nhiều con đường khác ở bên kia nữa. Trời ơi, cái gì vậy trời, cám dỗ quá mọi người. Ừ, cái giọng mình ghê quá. Mình mới chơi xong một con gacha bon 400 yên. Tinh thần mình sụp đổ. Ăn nhắm ăn, mặt nhắm mặt. Đi chơi bả đồ quỷ này. Bả đồ quỷ này xinh lắm mọi người, vô coi. Nè, bữa giờ bị bả đồ quỷ này tốn tiền quá luôn mọi người. Trời ơi, coi nè, biến thái chưa. Chết rồi, cái con đường này nó nhiều cái này lắm nha. Bạn nào không có tiền đừng có bước vô con đường này nha. Ý mình nói là cái con đường ý mình nói là cái con đường mua sắm này chứ không phải con đường chơi gacha bông. Wow, lại có một cái đền khác nữa mọi người. À, trong đền này không được quay phim chụp hình. Thôi mình quay ở ngoài này thôi nha. Ở trong đang làm nghi thức. Có đánh trống ở trong luôn. A few moments later. Cái con đường, cái trục đường kia là hồi nãy mình mới đi vô ha. Tới đây thì mình đang đi ra lại. Ôi, lại là cái bánh đồng xu này nữa. Mình sẽ chờ tới ngày cuối ở Osaka mình ăn luôn. Và cái ngôi đền hồi nãy mình vừa quay cho mọi người sương sương thì nó nằm ở đây. Cái dãy đường này lạ lắm, đi khoảng vài trăm mét lại có thêm một cái ngôi đền tọa lạc. Và ngôi đền này thì khá là đặc biệt. Có tượng thần bạch tuộc ở bên trong đó. Lạ ha, sáng giờ mình đi thì mình thấy có cáo nào bạch tuộc. Mấy hôm trước thì có phượng hoàng. Giống như mọi ngôi chùa thì có một linh vật tuyên vậy đó. Tụi mình đã tới được với chợ Nishiki. Cũng có bán rau củ tươi nè ha. Kìa, táo bơi vòng vòng kìa. Nho nè mọi người. 1000 yên được có một nhúm. Nguyên một cái kia là 3900. Ôi, giờ ăn tới rồi. Đây là những cái túi gút
Nhìn có nhiều cái dễ thương quá nè. Túi gút. Và bên đây là những cái mắt nét. Này là những cái bút mát. À, mấy cái mành này cũng đẹp quá ha. Đây, mua về ghép thành một bộ cũng rất là xinh luôn. Nhờ đau cổ họng mà bây giờ mình đang tập nói bằng giọng bụng á mọi người. Đây, bên đây có Steak and Wine Restaurant. Vào coi thử giá bò nha. Rồi, ở đây mình thấy có rồi nè. Có bò domestically 2.500 yên. Ở đây cũng là 3.326 yên. Khá là nhiều loại luôn. Ở dưới đây thì rẻ hơn nè. 1.290 yên, 885 yên. À, nói chung là cũng có loại rẻ và loại mắc. Muốn ăn loại nào thì mình order loại đó. Hình như là đưa vô trong đó người ta sẽ nướng cho mình. Và có rượu ở bên trong đó luôn. Bên đây là giống như là mấy cái đồ lên men hả? Có cá, có đậu. Món này lạ nè ha. Nạc tô với lại tôm khô hả? À, cái này cá nướng nè. Wow, cá thu. Và lương nướng bên đây. Bên đây còn có bạch tuộc nữa nè. Quá trời đồ luôn. Ôi. Bên đây là sushi thịt bò. Wow, ở đây có rất là nhiều đồ tươi nha. Rất là nhiều loại ốc luôn. Có hàu nè, cái kia giống ốc mặt trăng quá ha. Sò điệp, thanh cua và có gạch cua ở đây nữa. Đây, giá dao động từ 1.300 yên cho tới 4.800 yên. Quá trời món luôn. Cái chợ này chật ních luôn ha. Giống cái chợ cá ở trên Kyoto, ở Tokyo mà hôm trước mình đi. Ôi đông lắm. Wow, hải sản và thịt bò rất nhiều luôn. Ôi, coi cái con sò điệp kìa. Một miếng sò điệp là 800 yên cho loại bình thường, 1.100 yên cho có thêm cái uchin ở trên và có thêm salmon trứng cá hồi ở trên thì 1.100 yên. Wow. Và đây là con uchin nè, con nhum thì 2.000 yên. Nhiều lắm mọi người ơi, rất nhiều đồ ăn luôn. Tụi mình sẽ đi một dọc xong rồi coi quyết định ăn cái gì. Ở đây thì có mực nướng và các loại đồ chiên sau đó xiên vào que. Trời, hấp dẫn quá. Ở đây có quầy hạt dẻ mọi người ha. 230 gram thì 1.000 yên, 406 thì 2.000 yên và 609 thì 3.000 yên. Không hiểu sao bán lẻ lẻ luôn. Mà cái hạt dẻ rất to luôn. Còn đây là quầy khô. Hấp dẫn quá. Và ở đây có quầy sashimi nữa. Ôi nhiều quá luôn. Rồi cắt đứt một con đường rồi đó mọi người. Ở bên kia còn một dãy đường nữa. Wow. Ở trong chợ có một cái khu ẩm thực mọi người ạ. Thôi rất là nhiều món luôn. Mình với bạn mình vừa chọn cái gyoza ăn với lại là gà chiên. Ở đây thấy có để hiệu là Michelin luôn.
supervised by Michelin Restaurant. Bạn mình đang gọi phần là 5 cái gyoza với lại 5 miếng gà, tổng cộng là 1.000 yên. Tiệm này có takoyaki luôn. Ồ, đây rồi. No salt is better. Ok. Rồi, lấy đũa rồi. À, đũa bên đây. Ta-da. Rồi. Kiếm một cái bàn. Mình lấy một cái bàn. Chắc là cái bàn ở đằng này. Đằng kia đi hả? Rồi, cái bàn ở đằng đây. Đây là cái bàn. Mình đi mua thêm cái hộp. Xong tiếp theo mình đi dạo dạo ở đây nha. Để mình xin tiền cái đã. Còn 2.000 đi. Nhìn 2.000 dữ nha. Trước đó con gà 2 chưa. Bạn mình lại giao tiền vô tay mình nữa mọi người. Đây có scallop nè mọi người. Mực nè. Thanh cua nướng nè. Đó quá trời loại mực luôn. Ở bên đây là nghêu và mực và cua và tôm. Là bàn ăn của tụi mình vừa mới mua con tôm ở đằng kia xong, không có tay có chân để quay nhiều và có thêm hai món này. Ok, itadakimasu. Ok, ăn thôi. Đây là cái kiêu da. Người ta có dặn là không có sốt thì ăn ngon thôi. Ngon quá. Ở bên trong rất là vừa ăn luôn. Cái lớp dưới người ta sẽ chiên cho nó giòn giòn. Rồi cái giọng ghê quá. Mình xin phép ăn trong im lặng. Dạ. Dạ bình thường vô vô nhà ngon. Nói chung là gà cũng ok mọi người, không tới nổi. Bây giờ là tới hai con tôm của mình. Yeah. Mình sẽ đổ wasabi lên trên. Hồi nãy mình có xịt một ít nước tương vô rồi. Ok, let's eat. Itadakimasu. Trời ơi, nó bự. Giờ phải cắn từ đâu? Cắn giữa nha. Ủa là ngon. Ngon quá. Rất là tươi và giòn. Xuất sắc. À, ở dưới này còn có rau biển. Ở Kyoto nếu như mọi người muốn đổi tiền thì có thể tìm tới một cái chi nhánh đổi tiền ở đối diện Fuji Daimaru. Là cái tiệm này mọi người ha. Tên toàn là tiếng Nhật thôi cho nên là mình cũng không biết kêu như thế nào. Người ta để bảng là Money Exchange. Giá mình thấy cũng khá là ok nè. Bữa nay giá đô tụi mình bán là 146.7. Đó, còn tiền Việt Nam ha, để mình coi tỷ giá thử. Ừ, bán với tỷ giá là 5.4 mọi người ha. Bon tô chô. Hiện tại thì tụi mình đang đi vào khu vực mang tên là Bon tô chô, nằm kế bên dòng sông chạy ngang thành phố Kyoto. Mà hồi chiều mình có quay cho mọi người á, ở chỗ cái cây cầu. Ở trong đây thì có rất là nhiều quán ăn, khá là nhộn nhịp luôn vào buổi tối. Trời vừa hết mưa xong, bây giờ đang là 6 giờ tối. Rất là nhiều quán ở hai bên đường với những cây lồng đèn đỏ, lồng đèn trắng, lồng đèn vàng. Nhiều quán lắm mọi người. Ở đây có một quán rất là nổi tiếng bán cơm cà ri với lại trứng.
với cái chú mà chú nhảy múa mỗi lần mà chú làm cơm á. Cái chỗ đó cũng rất là nổi tiếng, cho nên là bây giờ tụi mình đang thử vận may xem tối nay có chỗ để ăn không hay là phải chờ thật lâu. Mấy cái quán ở đây dễ thương nha. Quán tên là En En à, đi sẵn vô trong luôn. Mưa lại rồi. Wow, những cái hẻm nó len lỏi vô bên trong rất nhiều hàng quán luôn. Và hình như có cả ca múa nhạc nữa mọi người. Đặc trưng của con phố này là những cái lồng đèn ở trước những cái quán. Rồi mưa lại rồi, chắc mình phải kiếm một chỗ nào đó mình núp thôi, chứ không một lát lại bệnh tiếp nữa. Mình đang tiếp tục đi xuống phía bên dưới. Cái đường này dài lắm nha mọi người. Hồi nãy cái chỗ mà đổi tiền mà mình nói với mọi người á, gặp một đứa nhân viên rất là khó chịu luôn. Đây phải không ta? Ôi full rồi. Tới quán rồi nè. This week the ball. This is already full booked today. Hope to see you next time. Rồi. Rồi, vậy là coi như full mất tiêu luôn rồi. How to make reservation? Put a name in order of the question. Chỉ cần lift up. Tức là nó sẽ có cái bảng ở ngoài này cho mình fill tên đúng không? Rồi, you can make reservation on the same day. We don't accept making reservation for other day. Rồi, tức là 11 giờ sáng quán mở cửa thì sẽ có một cái tờ ghi tên ở ngoài này để mọi người đến ghi tên. Đến trước thì sẽ phục vụ trước. Đó. Rồi chỉ đăng ký cái reservation trong ngày thôi, chứ không được đăng ký khác ngày. Đây cái quán tên này mọi người ha. Kichi Kichi Omurice. Đây là cái món signature này. Và còn nhiều món khác ở bên dưới nè. Và cái chú nổi tiếng là chú này đây. Đang nghe tiếng cười vui vẻ giòn tan ở trong kìa. Chỉ có chúng tôi chỉ có chúng tôi là đang ở ngoài này trong trời mưa giá lạnh. Ok thôi, ngày mai tụi mình rời khỏi Kyoto rồi. Hẹn chú một ngày khác. Năm sau chú. Đây là cái quán nè mọi người. Nằm trong một cái hẻm rất là nhỏ luôn á. Đang trên đường đi về nhà thì tụi mình ghé vô một cái siêu thị Nhật Bản để xem trong đây nó như thế nào. Thấy bán rất là nhiều đồ mọi người. Và siêu thị này bán đồ khá là rẻ so với mặt bằng chung của những cái cửa hàng tiện lợi, với lại là những cái tiệm thuốc mà mình hay vô mua nước ở bên này. Thì chắc chắn rồi ha, nó phải rẻ hơn rồi. Có rất là nhiều mặt hàng luôn. Do là cái khách sạn của tụi mình thì có thể nấu nướng được. Hồi nào tụi mình đã mua mì này, với lại các loại hamburger, đồ đông lạnh để về làm topping. Kèm với đó thì cũng có mua rau củ nữa. Chắc chưa? Bạn mình mới đi siêu thị nè mọi người, lượm được quá trời đồ luôn. Đây mì 88 yên, chay là 90 yên gì đó. Chai nước mua trong siêu thị cũng rẻ hơn ngoài, gần gấp đôi. Bịch giá cũng rẻ gần gấp đôi so với 7-11. Mấy bịch mì này thì thôi bỏ qua ha. Topping này thì cũng ok hơn 7-11. Đó, 61-78 bạc. Cái này là mấy cục steak giá 88 yên một cục. Quyền rổ này chắc tính tới ngàn ông ta thử nha. Let's go. Bạn mình vừa tính tiền xong. Và tổng bill là người ta 968 yên Nhật. Đã qua thuế. Cho 4 gói mì, 2 cái topping chả cá gì đó, 1 bịch giá, 2 cái thịt bò hamburger với lại 2 chai nước. Đó. Trời ơi. Tụi mình mà biết cái này sớm hơn là chắc ngày nào cũng ăn không đây. Giỡn thôi chứ đi ngang cái siêu thị cho nên ghé vô coi thử. Thấy giá quá là ok luôn cho nên tụi mình mua ăn tối nay và sáng mai luôn. Bạn nào muốn đi du lịch tiết kiệm Nhật Bản mà cái khách sạn có chỗ nấu ăn thì thử cái này nha. Cái bịch 3 yên nữa nha. Ok bây giờ let's go về nhà thôi. Cái siêu thị tên là này nha mọi người. Gyomu Super. Không biết đúng không nữa. Đây cái mặt tiền nó như thế này.
Mình sẽ để cái định vị của cái mà tụi mình đã đi ở dưới cho mọi người coi nha. À, cái siêu thị tụi mình đang đi thì nó nằm giữa khu Gion về phía của Kyoto Station mọi người ha. Cái đường này khá là local luôn á. Đây có một tiệm mà tụi mình định ghé vô nữa nè. Bạn mình đang vui vẻ gì đi siêu thị được nè. Cảm ơn các bạn đã chọn xem nội dung trên kênh của mình. Đừng quên nhấn like, share và subscribe trên kênh YouTube cũng như follow Instagram của mình để cập nhật nhanh nhất những hành trình du lịch sắp tới nha. Để không bỏ lỡ các nội dung thú vị khác trên kênh, các bạn có thể click vào video và playlist đang được gợi ý bên dưới để tiếp tục theo dõi.